Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2020 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành rất vinh dự lại được đón tiếp đoàn khách hàng. Các bác đến từ Nghệ An, các bác về đặt đồ thờ cho nhà thờ họ. Thì các bác đã tin tưởng và xem cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube và website nội thất la xuyên.com thì các bác đã đặt hàng. Và nay các bác về ký kết hợp đồng đặt lô đồ thờ cho nhà thờ. Các bác đang có mặt tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành này, ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Video thì đang được quay tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành này. Các bác về rất là đông. Học đây là 0986.